Được. Chào mọi người nha. Chia sẻ hộ em mọi người, chia sẻ hộ em nha. Chia sẻ hộ em nha mọi người ơi, chia sẻ hộ em nha. Chia sẻ mọi người xem mình bắt đầu lại nha. 9 8 9 10. Rồi mọi người xem nha. Không quan tâm, cháu không quan tâm nha. Chia sẻ đi không quan tâm ơi. Chia sẻ em lại mấy cái đồ cho hết nào. Rồi mời mấy người xem luôn nha. Giờ em lại nha, bắt đầu lại nè. Mời cái này áo trẻ vải á. Mặc 20k một cái nha. Cái này mặc trẻ vải à, mặc cục á, cục ngực á, đẹp lắm. Chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ đi nha. Chia rồi nhưng ít quá à. Chia sẻ thêm đi. Nè áo 20k nè. Cái này cục ngực đẹp lắm nha. Nếu mà em mặc áo trong không á, áo trong có cổ thôi chứ nếu mà cục ngực nó đẹp lắm luôn á. Cái này 1m56 cái này. 56, 57 à. Có đâm công chúa không? Có. Có nhưng mà giờ ra theo thứ tự nha, không có lục được. Lục mệt lắm luôn á. Cái này lục mệt lắm nha. Có đồ nám, đồ có hết luôn nha. Lục thì mệt lắm. Đây, cái này 20k lấy comment cho em mã số 1 nha. Nhiều lắm á, không quan tâm mà. Em quan tâm 60-70 cái thôi à. 60-70 cái thôi mà giờ lại từ từ thôi chứ lừa lục một đống lên nó mệt lắm. Ai lấy mà em đang mặc trong người thì comment mã số 1 nha. Không quan tâm chơi một xíu đi, có mấy chục cái à, lại một xíu à, là hết giờ. Có đồ nám luôn nha, đồ nám đồ em bé hơn níu nha, mới nha. Nhưng mà chơi xíu nha, chơi xíu lục xíu đấy. Váy công chúa. Kiếm cho em cái váy công chúa anh. Chơi chơi à. Có ship. Có ship nha. Có ship nha mọi người ơi. Cái này nè, cái đâm này nè. Trời ơi mặc mà nó trễ đến này, tới đến này đẹp lắm. Chất vải là đảm bảo 100% ok luôn nha. Nè
Cái này bác sĩ này đi biển này, đi biển đi chơi đi chào chứ em luôn lắm, em 1 mét, em 1m49 nha, cái này cao từ 1m52 trở lên nó mà mặc đẹp lắm luôn á nè, cực đẹp luôn nha nè. Váy công chúa đưa tôm chắc không có nữa đâu, không có nữa đâu chị nha, giờ có cái gì mình lại cái đó đi. À 20k một cái nha chị, em đang xả với 20k một cái nha. À cái này là cái em đang em có là hiện tại giờ em có là đầm đầm nữ là hàng xí nha, giờ em đang mặc đấy là hàng xí nè nhá, hàng xí xả 20k một cái. Còn đồ nam là hàng mới, đồ nam là hàng mới, vì đồ em bé là hàng new, hàng mới, hàng sốt, em xả 25k một cái là hàng mới hàng nam á. À, lấy cái đó. Ok, cái maxi này cực đẹp luôn, 20k một cái nha. Lấy cho Thảo, Thảo Nguyên cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Cho địa chỉ số điện thoại em chốt luôn nha, có địa chỉ với số điện thoại em mới chốt á. Con không cho em coi. À, con đăng lại đây. Anh ơi, anh quên sổ với cái điện đâu á. Con nha, cái này là chốt cho ai nhỉ? Ai lúc này mới lấy cái này nè. Từ à Thảo Nguyên cho số điện thoại luôn nha, cho số điện thoại em mới chốt nha, số điện thoại về địa chỉ cộng với chia sẻ luôn nha. Thảo Nguyên lấy cái mắt xí này nè, cái xí này là vải đẹp lắm luôn á, đi biển đi cho ha. Chào Hồng Bùi nha, chào Hồng Bùi. Rồi Thảo Nguyên chia sẻ cho em đó, Thảo Nguyên cho số điện thoại địa chỉ luôn nào. 20k một cái nha. Cái này của Thảo Nguyên cho số điện thoại địa chỉ thì em chốt luôn, nếu không là em xả lốn đó. Em lấy cái, em coi lấy thì biết rồi, ý là biết rồi, nhưng mà ý là cứ cho có, nhưng mà cái này Thảo Nguyên lấy rồi, cứ cho địa chỉ số điện thoại để em bỏ vào bịch á, tí là lộn lẫn khỏi lộn lẫn hàng của nhau á, chị hiểu không? Cứ cho địa chỉ số điện thoại để em chốt cái đó cho chị, rồi chị lấy nhiều nữa thì em bỏ vào chứ. Địa chỉ luôn nha chị, địa chỉ luôn là chị nha. 0969180976. Cho em địa chỉ luôn nha. Đây cho nó gòn chị. Cho nó bỏ bị khô cái này. Địa chỉ luôn nha chị. À, cái này nè. Cái này 50kg đổ lại mặc vừa nha, cực đẹp luôn này. Cái này 50kg đổ lại mặc vừa nha. Em cũng mặc đồ sĩ không nè. Đồ này đồ sĩ cực đẹp luôn nè. Cái này là em lấy em mặc rồi nha, không bán đâu nha. Em mặc mấy lần rồi. Cái đó đóng đôi em bẻ. Cái này nè, 50kg đồ lại mặc vừa cực đẹp luôn nha, 50kg đồ lại mặc vừa nè. Ai lấy comment nhanh lên, Thảo Nguyên cho địa chỉ nha. Thảo Nguyên cho địa chỉ, nếu không em xả hàng đó. 20k một cái nha, cái này cực đẹp luôn nè. Ai lấy thì comment mã số 2 này, lấy thì comment nhanh lên nha. Tại em còn ít thôi, còn tầm 50-60 cái thôi. Thảo Nguyên cho số cho địa chỉ đi chị. Để tí nữa có ai đến có ai cho nó gòn á. Nguyễn Thị Huynh Trân. Ấp Mỹ Quý. Mỹ luôn. Chưa mới. Không tin sao. 918 0976.
Ok, thằng Nguyên em có thông tin của thằng Nguyên nữa nha. Rồi cái này, cái mã số 2 này, ai lấy thì comment mã số 2 nha. 50kg đổ lại mặc vừa nha, chất cực mới cực đẹp luôn nè. Vải là ok nha mọi người nè, chất đẹp lắm luôn á. Cái này 50kg đổ lại mặc vừa nha, váy xòe nha, váy xòe đi đâm, đi tiệc, đi cưới gì là ok nha. Cái này là 50kg đổ lại mặc vừa nha. Chắc là em phải thấy thấy cái đồ trống mới thấy đẹp được, chứ mặc thế này mọi người không thấy đẹp được. Em ôm váy lên này, đấy, đẹp lắm luôn á. Đó, ôm váy lên mọi người mới thấy được đẹp nha. Đẹp lắm luôn á, cái này là 50kg đổ lại mặc vừa nha. Nè, chặt đẹp lắm, cổ nè. Lấy thì comment cho em mã số 2 nha. Ai lấy comment cho em mã số 2 này, đẹp lắm luôn á. 50kg đổ lại mặc vừa, chia sẻ hộ em nha. Mã số 2, ai lấy comment mã số 2 nè, đẹp lắm luôn á nè. Lúc sau gì cũng đẹp nha. Cái này mà là không lấy có tiếc lắm á, có 20 cái một cái thôi. Cái này 50kg đổ lại mặc vừa nha, ai lấy thì comment mã số 2 nha. Em còn một ít hàng thôi mọi người, lừa nhanh nhanh vô nha. Mà số 2 không ai lấy nè. Cái này mã số 3 nha, cái này. Cái này mã số 3 này, ai lấy comment cho em mã số 3 này. 56kg đổ lại mặc vừa nha, cái này 56kg đổ lại mặc vừa nha, mã số 3 nha. Lấy comment mã số 3 này. Tiền này hòa tiết đẹp lắm nha, giống như kiểu áo sơ mi vậy đó. Nè, đẹp lắm luôn, cái này đẹp cực kỳ luôn. 63kg đổ lại mặc vừa nha, đẹp lắm luôn á. Ai lấy thì comment cho em mã số 3 này. Mã số 3 nha, có 20k một cái thôi nha mọi người ơi. 20k nha, chỉ có 20k thôi. Áo sơ mi nha. Áo sơ mi còn mới đẹp luôn này, áo sơ mi nha. Áo sơ mi form rộng nha, tầm 60kg đổ lại mặc vừa nha. 60kg đổ lại mặc vừa nha. Nếu mà người cao hơn một xíu á, cao một xíu á là 65kg đổ lại nha. Còn mà luôn là tầm 60kg. Còn cao là tầm 65kg đổ lại mặc vừa nha. Áo sơ mi này cực đẹp luôn nha. Nè, chất mới đẹp lắm luôn nha. Áo sơ mi nha, ai lấy thì comment cho em mã số 4 nha. Số 4 mọi người ơi, chia sẻ hộ em đi mọi người, mã số 4 này. Mã số 5 đẹp lắm luôn nè. Ai lấy thì comment mã số 5 nè. Số 5 đẹp lắm luôn á. Số 5 tầm 56kg đổ lại mặc vừa nha, 56kg đổ lại mặc vừa nha. 20k một cái nha mọi người, nhanh tay lấy comment cho em 20k một cái nha. Ký đầu lại mặc vừa, mã số này cực đẹp luôn này. Thấy không? 56kg đầu lại mặc vừa này, đẹp lắm luôn nha. Cái vai trống nó dài quá. Nên mọi người không thấy đẹp được. Đấy tâm đó, 56kg đầu lại mặc vừa đẹp lắm luôn nha. Cái mặc cái vai trống 56kg đồ này mặc vừa nha, ai lấy thì comment cái này đẹp lắm nha, dễ thương nè. Cục thằng giày này này, chất vải thì ok luôn nha, cái này đẹp mặc lên sáng người nha, ai lấy thì comment cho em nha. Cái này mã số 6 này, ai lấy comment mã số 6 này. Cái này đẹp vậy mà sao không ai lấy vậy? Mã số 5 là áo sơ mi hả? Xin, dạ, chào Thọ Nguyễn, chị lấy cái áo trong người hay là cái áo sơ mi nè? Áo sơ mi mã số 5 nha. Chào mã số 6.
Ok, mã số 6 cực đẹp luôn nha. 20k một cái. Kêu nhỏ Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Kêu nhỏ Nguyễn. Rồi ok chị, cái này á. À, cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha chị. Địa chỉ số điện thoại thì em mới để hàng được nha. Cái này tầm 56 kg đổ lại mặc vừa này một cây đâm. Năm mươi năm ký đổ lại mặc vừa nhá. Cái này đâm đẹp lắm luôn này, trời ơi đẹp dễ thương luôn. Mà em mà chắc có lẽ em phải thấy hay là cột cơ, cột cái đâm này dài quá, đâm ăn trọng dài quá mọi người không thấy được nó đẹp. Thực ra là nó đẹp lắm luôn á, cột nó rồi dày đi này. Chị kêu nhóm Nguyễn cho địa chỉ số điện thoại luôn nha. 56 kg đổ lại mặc vừa này, đẹp lắm luôn á, trời ơi nó còn mới mà đẹp lắm luôn này. Cái này á nè, có túi nè, cực kỳ đẹp và dễ thương luôn nha. Có 20k một cái là nhìn cổ đẹp lắm luôn nè. Ai lấy thì comment cho em nha. Cái này nè, mã số 7 nè, mã số 7 nha, comment cho em mã số 7 nha. 56 kg đổ lại, 55-56 kg đổ lại mặc vừa nha. Nếu có cáo thì 56 kg, mà vừa vừa thì 55 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy comment cho em mã số 7 nè. Em còn một ít hàng thôi nha, mọi người comment nhanh lên. Kêu nhóm Nguyễn sóng thấy thông tin nha. Kêu nhóm Nguyễn cho em thông tin địa chỉ số điện thoại luôn nha. Ơi mọi người, sao chị không mặc luôn để cho khách nhìn rõ hơn, con mặc áo bên trong. Đang trống là đâm má, đang trống rồi đâm em mặc lại, chẳng lẽ em để truông mặc á chị. Để tí là cho em xíu em đi thấy cái quần đùi nha. Tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng. Huyền Vĩnh Châu. Xã Vĩnh Hải. Vinh Kỳ khu 2 0933802. Rồi cho em, mọi người chia sẻ cho em đi, mặc quần đuôi mọi người chưa thấy chút rõ nha. Còn mặc lâu nay mọi người thấy không rõ.
Đâu rồi, đâu hết rồi, trời ơi, đi ra hết rồi, chia sẻ hồi em đi, em mới thấy cái đồ về mà nhảy ra hết vậy. Sao em đi thấy cái đồ mà, ơ chào, hen minh hen riêng em mà. Chào không quan tâm. Mọi người chia sẻ hồ em đi, em kêu em mới thấy đồ, em mới thấy đồ, xong rồi đi ra hết rồi. Rồi tiếp theo nha mọi người ơi, tiếp theo nha. Rồi mặc lại cái đầm này cho chị. Ok, tại vì em cũng không có biết nữa. Đây rồi, mặc lại cho mọi người thấy nè. Năm mươi ký đổ lại mặc vừa nhá, đẹp lắm luôn á đó. Thấy không, giờ chắc thấy rồi đó, giờ chắc thấy rõ rồi đó. Đấy, giờ thấy rõ rồi đúng không? 55-56kg đổ lại mặc vừa nha. Ừ, chào không quan tâm, 55-56kg đổ lại mặc vừa nè. Mã số 7 nha, ai lấy comment mã số 7 cho em chia sẻ hồi em đi mọi người ơi. Mã số 7 nha, ai lấy comment mã số 7 nè. Số 7 nha, tầm 55-56kg đổ lại mặc vừa đó. Ai lấy comment mã số 7 nha. Nè, em mặc lại cái đầm lúc này cho mọi người xem nè. Mặc lại mã số 4 cho mọi người xem nha. Mã số 4 là đẹp lắm luôn á. Nè, mã số 4 này đẹp lắm luôn nha. Đó, thấy mã số 4 chưa, đẹp lắm luôn nha. Điện thoại em không có chỗ để nó có cha không. Đấy, mã số 4 này đẹp lắm luôn. 56kg đổ lại, 55. Đâu quên. Cái này 55kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 5 nha, đây này có xích tia đây này. Mà người em nhỏ, người em nhỏ nên em không cần kéo xét đâu. Mọi người, người mà vừa ký của nó là phải cần kéo xét đó. Em đâu cần kéo xét đâu nha. Mã số 5 nha, à mã số 4 nha, ai lấy comment mã số 4 nè. Cái này đẹp lắm á, chất liệu đẹp mà con mới này đẹp này. Ai lấy comment cho em biết nè. Số 8 nha. Mã số 8 này có 20k thôi mọi người ơi. Uống hai chai nước là hết 20k rồi. Quần chị mặc có không? Quần chị không có đâu. Quần này em mua lâu rồi mà, em mua 2 năm rồi đó. Con này em mua 2 năm thôi chứ không có bán đâu. Có đằng cái em mua 2 năm đứt quái đấy đi. Nè. Đứt quái đây nè, mua 2 năm rồi đó. Lần sau lại là chim thì cứ mặc vậy. Cảm ơn nha. Đầm này nè, 58kg đổ lại mặc vừa nè. 58kg đổ lại mặc vừa đẹp lắm nha. Đẹp lắm luôn nha. Cái này 58kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Cái này comment cho em mã số 8 nè. Ai tầm 58-59kg rồi. Mặc đẹp lắm, có giản, đồ có giản, đẹp lắm luôn nha. Cái này có túi nè, có túi hai bên đây nè, xòe nha. Mã số 8 này, ai lấy comment cho em mã số 8 nha. Mọi người chia sẻ hộ em với. Chia sẻ hộ em nhiêu coi. Mã số 8 nha, ai lấy thì comment mã số 8 này đẹp lắm nè. Ai 56-57kg đồ lại mặc vừa nè. 58-59kg mặc vừa luôn nè. Cái này nó có giảm tốt lắm. Ừ, không quan tâm. Ừ, lát sau lái xe mặc như thế vậy á. Mã số 8 nha. Mã số 8 đẹp lắm nè. Ai lấy comment mã số 8 nha.
chia sẻ hộ em đi, mọi người không ai chia sẻ cho em hết trơn á. Ai lấy comment mã số 8 cho em nha, có 20k một cái thôi mọi người nha. 20k một cái thôi nha. Lừa đi còn ít thằng là lừa cho hết đi mọi người. 20k một cái nha, mã số 8, ai lấy comment mã số 8 nha. Cái váy này nè, mã số 9 nè. Váy xòe nha, cực đẹp luôn, váy xòe này. Mã số 9 nha. Mã số 9 nha mọi người ơi, ai lấy comment mã số 9 nè. Cái này ai lấy comment mã số 9 con dài cục từ đến hơn giới luôn nha. Mã số 9 nha, mặc lên đẹp dễ thương nè. Mã số 9 nha, ai lấy comment cho em mã số 9 nha. Mã số 10 nè, ai lấy comment mã số 10 nè. 50kg đổ lại mặc vừa nha. 50kg đổ lại mặc vừa, cái này là báo chất đẹp luôn nè. 50kg đổ lại mặc vừa đẹp luôn nha, cái này á, kiểu dáng cho nó vậy đó. 50kg đổ lại mặc vừa nha, cái này 50kg đổ lại mặc vừa nha, nó có giảm nha. Cái này có giảm nha mọi người ơi, có giảm nha, nè. Có giảm, đồ có giảm đẹp lắm, 50kg đổ lại mặc vừa nha, cái này kiểu mà, kiểu nó đẹp lắm nè. Màu đồ mới nè, cái này còn mới rin nè, thấy không? 50kg đổ lại mặc vừa nha, ai chia sẻ hộ em đi, từ những con 6 người xem vậy. Chia sẻ vào nhóm cho em hộ cái. Năm mấy ký đổ lại mặc vừa nha, cái này 5kg. Ngọc Trân Ngọc, em chào Ngọc Trân Ngọc nha. Ngọc Trân Ngọc ơi, chia sẻ hộ em đi chị Ngọc ơi. 50kg đổ lại mặc vừa nha, cái này 50kg đổ lại mặc vừa này. À, gửi rồi chị ơi, hàng của chị gửi lúc chiều rồi. Hàng của chị em gửi lúc chiều rồi nha. Hàng của khách lúc tối là còn một số hàng chưa gửi, một của ngày hôm qua là gửi hết rồi. Một váy xòe nha, váy xòe đẹp lắm luôn á. Chia sẻ hộ em đi chị. Nè, váy này đẹp lắm nha, dễ thương này, chất liệu đẹp lắm nha. Hai lớp. Lấy comment cho em nè, mã số 10 nè. Đẹp lắm, cái này đẹp dễ thương lắm, giống váy công chúa vậy đó. Nè, hai lớp nè. Hai lớp cực kỳ đẹp luôn nha. Ai lấy comment cho em mã số 10 nha. 55kg đổ lại mặc vừa nè, cái này 55kg đổ lại mặc vừa nha. 55kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi, cái này nha. Chia sẻ hộ em đi chị. À em không để ý nữa chị ơi. Khi nào à, ngày mai em rảnh em coi lại đơn. Biểu điện gửi xong đây em không để ý nè, tại em gửi lên mấy mấy đơn á, không để ý. Em chỉ ghi số tiền với công với ship là biểu điện nó tính thôi. Lúc sáng đi gọi gửi mấy mấy đơn nên em cũng không để ý nữa. Chia sẻ hộ em đi cái mọi người ơi, chia sẻ hộ em lừa hàng đi nè. Không á à. Mọi người không có tròn đâm nữa, em lái qua đồ nám nha. Đồ nám hàng mới nè. Ai muốn lấy đâm nữa thì lấy nha, đồ nám hàng mới nè, mới lắm. Mới chất liệu là báo, báo đẹp luôn nha, cái này chia sẻ hộ em nha. Chất liệu báo đẹp luôn nha. Chất liệu báo đẹp luôn nha mọi người ơi, cái này chất liệu báo đẹp luôn nha. Có 25k một cái nè. Mình mang cực đẹp luôn nha, 25k một cái. Chia sẻ hộ em đi. Có 25k một cái nha mọi người. 25k một cái nha, hàng mới nha, hàng mới cực đẹp luôn nha, hàng mới 25k một cái nha. Cái này nè, chất liệu là
Cực đẹp, báo nhanh nha, báo ra màu báo nhanh luôn nha. Hàng xốp á mọi người ơi, cái này là hàng xốp nha, hàng níu này là hàng xốp nha. Riêng đồ nám với đồ trẻ em của em là hàng xốp đấy. Mọi người chia sẻ hộ em nha. Nè, 25k một cái quần này. Đâm đi, tại vì đâm không có ai nữa nên là em lái quần nè. Tại mọi người chia sẻ hộ em đi. Nè, đâm với chị nè, cái này đẹp nè, sao chị không lấy cái này vậy? Cái này đẹp nè, cái này nè, 55kg đồ lại mặc vừa nè. Chia sẻ hộ em, có người xem em mới lái được chị. Chị chia sẻ hộ em đi. Chia sẻ nhiều người vô xem á, vô xem lái đi chị. Đâm thì còn nhiều lắm, tầm 50-60 cái lần mà mọi chị chia sẻ hộ em đi. Kêu nhỏ Nguyễn gì đó chia sẻ hộ em cái. Đâm này tầm 58kg đầu lại mặc vừa này, đẹp lắm này, thước tha dưới luôn này. Có phía dưới có hai lớp nha, đâm hai lớp thước tha luôn nha. Nè, ướm lên người cực đẹp luôn này. Đấy, đâm hai lớp trời đó. Nhìn sáng đồng lắm. Cái này chia sẻ hộ em, chia sẻ bao nhiêu nhóm luôn đó chị. Nhiều thật nhiều nhóm đó. Đẹp luôn nha, cái này đẹp lắm luôn nha. 58kg đầu lại mặc vừa nha. Chị lấy thì comment cho em cái này sánh nha. Lấy comment sánh cho em nha. Một cái đâm kiểu dài. Cái này đâm này đẹp lắm. Bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha. Cái này là có giãn, đồ có giãn của nó là cực kỳ tốt luôn. Vải rất là đẹp luôn nè. Đấy, một cái đâm dài vậy đó, đi ngủ được, đi chơi được, đi biển được, làm gì cũng được. Cái đâm này với cái đâm này là làm cái gì cũng được đấy, đẹp lắm luôn. Bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha, cái này bao nhiêu ký cũng mặc vừa. Đừng có lớn quá, đừng có 6-7 ký thôi, còn ngoài ra là mặc vừa hết nha. Cái này đồ có giãn là cực kỳ tốt luôn nè. Nói thực ra là bao nhiêu ký mặc vừa, làm đâm ngủ được, đâm đi chơi được, đâm đi dạo được, đâm đi biển được, cái gì cũng được. Với chất vải cực kỳ mát và đẹp luôn nè, nhìn kiểu cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này comment cho em nè, lấy cái này chị, sao mà không ai xem vậy? Sao không có ai xem gì ta? Chào Tỉnh Nắng nha. Tỉnh Nắng ơi, chia sẻ hộ em đi. Mọi người ơi, chia sẻ hộ em xíu. Đâu hết rồi, chia sẻ hộ em xíu coi. Nắng nỉ đó. Cái đầm này đẹp lắm luôn nè. Đẹp lắm nè. Trời ơi, em nói mà khản hết cả dòng luôn. Mọi người không chia sẻ hộ em cái. Cái này bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha. Mọi người mua đi, bao nhiêu ký cũng mặc vừa hết á. Đẹp lắm luôn á. Uống miếng nước cái đã. Có ai lấy đâm này comment cho em cái coi. Có 20k một cái à. Mọi người ra uống hai chai nước là hết rồi, hết 20 hết là được một cái đâm ấy. Mặc quanh năm không có hết nữa. Cái này tầm form lớn nha, 65kg đổ lại mặc vừa nha. Cái này form lớn nè, 65kg đổ lại mặc vừa nè. Ai lấy comment cho em mã số 11. Mã số 11 nha, ai lấy comment mã số 11 này nè. 65kg đổ lại mặc vừa nè, cái này đẹp lắm nè, chất liệu đẹp lắm. Lấy comment cho em mã số 11 nha, ít người xem quá trời luôn. Chia sẻ hộ em đi mọi người ơi.
Mã số 11 nha, mã số 11 nha, đẹp lắm luôn này, mã số 11 nha. Cực kỳ sáng luôn nha mọi người ơi. Comment cho em này mã số 11 này. 65 kg đổ lại mặc vừa nha, 65 kg đổ lại mặc vừa nha. 20k một cái mọi người ơi. 20k một cái nha. 20k một cái nha. Mọi người comment cho em 20 có 20k một cái à. Nè. Lấy chất liệu cực đẹp luôn nha nè, thấy không? Lấy thì comment cho em mã số 11 nè. Chia sẻ cho em nhiều nhiều vô nha. Cái này là đầm phóng lớn nha. Đầm phóng lớn nha. Cái này một cái đầm này tầm 60 kg đổ lại mặc vừa nha. Đầm hai lớp nè. Đầm trong vải cực mịn nha. Đầm ngoài phối ren nha. Đầm trong vải cực mịn nha. Đầm ngoài phối ren nha. Ngoài phối rẻ nha, ai lấy comment cho em nè, mã số 12 nè. Mã số 12 nha, mọi người ơi, mã số 12 nè. Ai lấy comment cho em mã số 12 nè. Lấy comment mã số 12 nha, mệt đi ngồi luôn đây nè. Mã số 13 nè, cực kỳ đẹp và sang trọng luôn nha, mã số 13 nè. Chia sẻ hộ em đi mọi người. Mã số 13 tháng 6 này. Đẹp lắm luôn nha. Cái này là đẹp lắm đó. Tầm 50 kg đổ lại mặt vừa nha. Nè, cổ cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này 50 kg đổ lại mặc vừa nha. Đẹp lắm luôn á. Trời ơi. Thấy không? Thấy đẹp và sáng trọng không? Cái này là đầm sáng chảnh luôn nha nè. Mấy cái này là không bao giờ nó bị bóng ra nha. Tại vì nó là cực kỳ đẹp luôn nè. Đẹp óng ánh còn mới rin luôn nè. 50 kg đổ lại mặc vừa nha. Cái này 50 kg đổ lại mặc vừa nè. Ai lấy comment cho em này, cái này đẹp lắm. Số 13. Số 13 là cái em đang mặc trong người đúng không chị? Dạ, xin chào Đạt Lê. Lừa đam mỹ Đạt Lê ơi. Có 20k một cái thôi, đâm cực kỳ đẹp luôn. Số 13 cái chị, cái em đang mặc trong người này đúng không chị ơi? Nè. Cực kỳ đẹp, có 20k một cái à. 20k một cái, mọi người sở hữu một cái đầm mặc 2-3 năm không hết. Còn mà để 20k mọi người mua một cái một một chai nước uống là hết mất tiêu rồi. Số 13 ok. Em chốt cho. Rồi chốt cho Kiều Ngọc Nguyễn. Cái 13 ok rồi nha. Chân váy nè. Chân váy có một cái chân váy nè. Chân váy này là phối lưới đằng ngoài nha. Kim tuyến cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người về giặt ra ủi sơ đi một tí là được một cái chân váy cực kỳ đẹp luôn nha nè. Phối kim tuyến nè. Chân váy phối kim tuyến nha. Đấy, kim tuyến nè. Cực kỳ đẹp luôn nha. Chân váy này là đẹp lắm á. Trống có quần luôn nha mọi người, cái này trống nó có quần luôn nha. Thấy không? Đẹp lắm luôn á. Cái này chân váy nè, mã số 14 nè. Comment cho em mã số 14 phối lưới ra ngoài nha. Cái này đẹp lắm, phối lưới ra ngoài này còn mới nè. Phối lưới nè, phối lưới kim tuyến ra ngoài nè, đẹp lắm mà mã số 14 nha. Ai đây? Cái này
Cái này chân váy bằng chún nè, nên bao nhiêu ký mà cũng vừa nhá. Cái này bao nhiêu ký mà cũng vừa hết á. À, đẹp lắm, sang trọng và đẹp lắm. Ai lấy thì comment cho em mã số 14 nha. Chân váy này ai lấy comment mã số 14 này. Có 20k một cái thôi mọi người nha. Mã số 14 ai lấy comment mã số 14 nha. Mã số 10 nào lắm là một cây dúng nha. Cái này là dúng chai nha mọi người, tầm 56kg đổ lại, mặc vừa dúng dài đẹp lắm. Nhưng mà người em luôn không có mặc được dúng dài này. Nè, tên dúng dài là tên này là xịt nạch nha. Còn dưới này là đó, một cái quần dài vậy đó. Cái dúng dài á, vài con mới xin nè, vài con mới đẹp lắm luôn nha. Cái dúng dài mã số 16 này, ai lấy comment cho em dúng nè. Dúng nè, dũng mã số 16 này dũng dài nha mọi người, chia sẻ hộ em nha. Dũng dài này comment đi dũng dài nha, mã số 16 nha. Mã số 16. Ok. Kia nhau vậy. Mã số 17 nha. 45kg đổ lại mặc vừa, mã số 17 45kg đổ lại mặc vừa nha. Đẹp đẻ lắm nha. Nè, 45kg đổ lại mặc vừa mã số 17 nha. Mã số 17 này cực đẹp, 45kg đổ lại mặc vừa nha. Kiểu này áo sơ mi này, sách này, 45kg đổ lại mặc vừa nha. Mặc vừa đẹp mã số 17 nha. Chia sẻ hộ em đi. Thì chia sẻ vô nhóm cho em cái Kiều Ngọc Nguyễn gì đó. Mã số 17 nha. 45kg đổ lại mặc vừa. Chia sẻ hộ em nha. Mã số 18 này, một cái đầm lánh này, đầm lánh này, vải đẹp lắm nha. Đầm lánh vải đẹp nha. Đấy, kiểu dáng là thế này này. 56kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 17 56kg đổ lại mặc vừa nha. Tầm 55kg đổ lại là mặc đẹp luôn á. Nè, đẹp và sáng trọng lắm nha. Mặc nằm ngủ cũng được, mặc đi ra cũng được. Vải lánh cực kỳ mát luôn nha. Vải lánh mát lắm. Mã số 17 ai comment lấy cho em mã số 17 này. À, comment lấy cho em mã số 17 này, lánh cực đẹp luôn nha. Tầm 55-56kg trở lại mặc vừa đẹp nha. Mã số 17 nha. Tại không có ai xem á, khó like lắm. Mọi người chia sẻ hộ em đi mã số 17 ai comment lấy cho em mã. Ai comment lấy cho em mã số 17 nha. Ai comment lấy cho em mã số 17 này. Mã số 17 comment cho em nha. Cái này vải lánh nha, mặc mát lắm á. Ai mặc thì mát cực kỳ luôn á. Mã số 18 nha, mã số 18 nha. Một cái đầm đằng sau này là kéo xếp dài thế này này. Đằng sau là có xếp tía nha, sau có xếp tía nha. Vải đẹp lắm nha, mã số 18 nha. Ai lấy comment cho em mã số 18 nha. 55kg đổ lại mặc vừa này. 55kg đổ lại mặc vừa nha. Có hai dây cột thế này này. Đâm xe nha. Đâm xe nha mọi người ơi. Cái này em mã số 18 nha. Lấy comment cho em mã số 18 nè. Mã số 19 là một cái áo xích nách nha. Một cái áo xích nách nè. Áo xích nách. Mã số 19 nè. Ai lấy comment cho em mã số 19 nè. Xích nách nha. Hơi dài một xíu nha. 55kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 19 nè.
Thế thì comment cho em mã số 19 nha. Một cái áo này cực kỳ dễ thương luôn nha. Mã số 19 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 19 này. Mã số 20 nha. Mã số 20 là một cái áo này. Áo thun nha mọi người. Áo thun sọc tẻ nha. Áo thun này. Đó. 50kg đồ lại mặc vừa. Cái áo thun này 50kg đồ lại mặc vừa nha. Lấy cho em mã số 20 nha. Năm mươi năm ký đồ lại mặc vừa, mặc thử á, tại chị biết sao không, mặc thử nè, mặc thử cái nào cũng mặc thử em thấy mệt chứ không phải sao đâu, nè mặc thử cái áo xách nách nha, đấy đẹp lắm luôn, nhưng mà cái này em hơi nhỏ nha mọi người, rồng là mặc đẹp lắm luôn á, đấy rồng là mặc lên như vậy á, ai lấy thì lấy được này, cái này vải mát nó lành, vải mát đẹp lắm luôn nha, lấy thì lấy cho em cái này nha, lấy thì comment vô mã số 19 mã số 20 nha, lấy thì comment cái này mã số 20 nha, chia sẻ hộ em nha, lấy comment cái này mã số 20 nè, em mặc thử cái mã số 21 nè, áo này mát lắm nha, áo mát lắm nha, mặc chất vải thì ok luôn á. Nè mặc, mặc từ trước ra sau. Nè mã số 21 nè, mặc đẹp lắm luôn nè. Mã số 21 nè, 50kg đồ lại mặc vừa nha. Cái này đẹp lắm, có 20k lấy đi chị. Tính năng nó đi, lấy đi chị ơi. Có 20k một cái à. Mã số 21 này nè, có thêu nha, áo thêu nha. Thêu trái tim này nè, thêu chứ không phải giãn nha. Cái này có thêu trái tim này, mã số 21 này lấy thì lấy nè, cái này 50kg đồ lại mặc vừa này. Có giãn cực kỳ lớn nha. Lấy thì có mang giáp, cái này mặc đẹp á chị. 20k một cái à, mặc đẹp lắm. Quân cũng được nhá. Mã số 60kg đổ lại mặc vừa nha. Cái này 60kg đổ lại mặc vừa nha. 60kg đổ lại mặc vừa này. À, cái đầm có tay này. Cái đầm có tay có xét đằng sau nha. Tầm 60kg đổ lại mặc vừa. Em đang tính lại nhanh nên mệt quá rồi. Cái này đẹp á chị này. Chia sẻ hộ em đi chị. Chia sẻ mình lại nhanh nhanh khỏi mệt. Cái này đẹp lắm nha. Tầm 50kg đổ lại mặc vừa. 52kg đổ lại mặc vừa nha. Ờ đúng rồi đó, khỏi thử đi. Mọi người cứ kêu em thử mệt quá, đúng rồi khỏi thử. Cái này như thế này này, đẹp lắm luôn này. Đấy. Đúng, lỡ thử ra đúng cái tay vô luôn. Cái này lấy đi, lấy cái này chị ơi, cái này sáng tròn mà đẹp lắm. Nhìn
cổ sáng trong mà đẹp lắm nha. Cái cổ của nó này, cổ của nó này sáng trong đẹp lắm, 52 kg đổ lại mặc vừa, cái này đẹp lắm luôn này. Có cái về có cái thắt lưng á, thật cái lưng này là giống như cái chân váy luôn á. Nè có cái đai để thắt lưng này. Đấy, có cái đai để thắt lưng nha. Cái này mà mặc lên đẹp lắm luôn nha. Nè mặc lên đẹp và dễ thương nha. Khỏi thử đi nha mọi người ơi. Ngồi là mang cái này luôn nha. Khỏi thử đi cho nó nhanh. Cái này đẹp lắm luôn này. Có cục gai ở đây này. Gai cái cục cứ đan hoàng đấy. Đấy. Cái em mặc trong người là đẹp lắm luôn á. 52 kg đổ lại mặc vừa này. Kiểu dáng nó đẹp lắm. Mà dưới này có cái thắt lưng ngang này là đẹp lắm. Cái đầm này 56-58 kg đổ lại mặc vừa nha. Cái đầm này 58 kg đổ lại mặc vừa nha. Khỏi thử nha mọi người ơi. Khỏi thử cho nó nhanh nha. Ướm thế này là mọi người biết rồi. 58 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 23 này. Ai lấy comment cho em đâm giấy này đâm ngủ nha. Lấy cái đóng người đi. Rồi ok em lột cái đóng người ra cho chị nha. À có dúm chị kêu nhỏ Nguyễn lấy một cái dúm đây nhá. Chị còn một cái dúm nữa, chị còn một cái dúm ngắn nữa mà chị chưa tới nè. Mã số 23 này. Mã số 23 nha, ai lấy comment mã số 23 này. Một cây sạch nạch, cây đâm ngủ có dây này, mặc lên đẹp lắm luôn á. 56 kg đồ lại mặc vừa nha. Có dũng, có một cây dũng mà chị kia lấy rồi. Nè. Cái này vậy á. Cái này form rồng nha mọi người ơi. Em thấy nhỏ quá, mặc lên đẹp dễ thương lắm nha. Mặc lên đẹp dễ thương lắm nha mọi người. Cái này tầm 56-57, 58-59 kg mặc vừa hết nha. Nghĩa là 60 kg đổ lại là mặc vừa. Cái này mã số 24 nè. Có một cái dũng chị kia lấy rồi. Còn hai cái dũng nữa. Tí nữa tới cho chị chơi một xíu đi. Mã số 25 nè. Mã số 25 nè. Mặc lên cực, mặc lên như vậy này đẹp lắm nha. Vậy mát nha, cái này mặc nằm ngủ hay đi dạo là cực kỳ đẹp cho nên mã số 26 nha. Mã số 27 nha, mã số 27 nha, tầm 45 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai tầm 45 kg đổ lại mặc vừa lấy mã số 27 này cực đẹp luôn nha. Mã số 27 này tầm 45 kg đổ lại mặc vừa. Tây Thi ơi chia sẻ hồ em đi. Tây Thi ơi hình như hôm qua hôm kia chị có đơn lấy ở em đúng không? Chia sẻ hồ em đi chị. Nắng nỉ chia hồ sẻ hồ đó. Chia sẻ nhiều nhóm á chị. Chia sẻ hồ em bao nhiêu nhóm đi. Cái này này, cái này cái áo form cái đầm này form rồng nha. 57-58 kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 26 nha, ai lấy comment mã số 26 này. Dễ thương lắm nha, mã số 26 này, ai lấy comment mã số 26 nha.
Mã số 27 này, mã số 27 này. Lấy con manh mã số 27 nha. Lấy con manh cho em mã số 27 này. Lấy con manh nha, mã số 27 nha. Mã số 28 nha. Cái này mặc lên đẹp lắm. Nè, mã số 28 nha, mặc lên đẹp lắm luôn á. Mã số 28 này mặc lên đẹp lắm nha, nha. Có túi này. Nè, cực kỳ sáng trong luôn nha. Mã số 28 này, ai mà về siêng năng á, lấy cái máy ủi mà ủi quá cái nó mới ý chị luôn nè. Mã số 28 này, có cúc bự ở giống này nè. Đấy, mã số 28 nha. Ai lấy comment mã số 28 nha. 52 kg đổ lại mặc vừa nha. Có xe kéo ở bên này nè. 52 kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 28 nha, mặc đẹp lắm luôn á. Ai lấy con mình mã số 28 này, mã số 28 này, con mình lấy mã số 28 nha. Mã số 29 này, con mình mã số 29 này, 28, ok kìa. Ok. Mã số 29 nha. Mã số 29 nha, 55 kg đồ này mặc vừa nha. Mã số 29 nè. Cái này mặc đi chơi đi dạo gì có xẻ nha. Cái này xẻ nha. Xẻ hơi cao một xíu nha. Cái này xẻ hơi cao một xíu nha. Xẻ ta hơi cao một xíu nha. Ai mà cao không có mặc được cái này nha. Tại vì xẻ ta hơi cao nha mọi người ơi. Cái này xẻ ta hai bên hơi cao nha. Đó. Mã số 29 nha, ai lấy con mà mã số 29 nha. 55 kg đổ lại mặc vừa mã số 29 nha. Mã số 30 là một cái đầm cực đẹp luôn nha. Chất liệu là cực chay đẹp nha. 52 kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 30 nha, 52 kg đổ lại mặc vừa này. Đẹp lắm luôn, cái đầm này là cực đẹp luôn nha nè. Cái đầm này là mặt cực sáng luôn á. Có cúc bấm ở đấy nè, có cúc gai ở đấy nè. Mà cái này mới lắm nha. Cái này mới y chi luôn á. Năm mươi hai, năm mốt, năm hai ký đổ lại mặt vừa nha. Cái này có cúc dây cổ bè nha, cổ bè dây đó. Giống như kiểu cái áo sơ mi á. Nửa tay nha, cực kỳ đẹp và mới luôn nè. Có túi nha, cái này có túi nha nè. Cực kỳ đẹp và sang trọng lắm nha. Ai lấy comment cái này đẹp nè. Em nói thật là cái này là đẹp á. Nhìn đẹp nói cho nhìn nó sáng nha. Mặc đi đâu cũng vừa lịch sự đẹp và sáng luôn nè. Kín đáo lịch sự đẹp và sáng luôn nha. Đi chơi đi dạo cái hàng này là độc lạ luôn á, đẹp độc lạ luôn á, có túi này. Mới miệt đẹp đàng hoàng nha. Mã số 31 nè. Ai lấy comment mã số 31 nha. À mã số 30, lấy comment mã số 30 luôn nha. Kêu nhỏ Nguyễn ở quê em chốt cái này kêu nhỏ Nguyễn nha. Dưới này là có xét nha. Cái đoạn này là xét kéo lên nè. Đoạn này là từ ở đoạn này là xét kéo lên này. Rồi trên này gai cúc này cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này mà về mà. Cái này còn mới á chị ơi, mới lắm á. Có về là quá một phát là tưởng đồ mới mua về không á. Mã số 30 chốt chút kêu chính Nguyễn này. Mã số 31 form rồng nha. Form rồng nha, 60 kg đổ lại mặc vừa mã số 31 nha. Form rồng nha mọi người ơi, cái này form rồng nha.
Cái này form rồng lắm á, mã số 31. Ai lấy comment mã số 31 nha, form rồng lắm. Chị bao nhiêu? Em 45kg à? Em 45kg chị ơi. À, hôm em 42-43kg á. Em 42-43kg nhưng mà đồ em mặc á chị là em không cần kéo cái xét, chị hiểu không? Không cần kéo cái xét ở bên này là em luôn vô luôn. Còn chị mặc á, chị tầm 50-51kg là chị phải kéo xét vào chị mặc. Vì em nhỏ nên em lông luôn. Em lông luôn em kéo ra luôn. Nha, cái đó em đọc số ký là vừa luôn á. Tại em nhỏ á, em đâu cần kéo cái xét đâu. Giờ cái này nha, cái này cực đẹp luôn nè, nhưng mà cái này á, ai lấy thì là em bán 10 cái nha. Cái này nó bị sút một giấy rồi. Có một cái khuy á, nó sút một giấy ở đấy rồi. Nè, có một cái cục, một cái khuy về lắp ở đấy á, làm một cái khuy ở đấy nè. Bên này nó đít khuy rồi. Nó đít khúc rồi. À, cái này lấy thì bán 10 cái nha, nhưng mà nó mới, còn mới và đẹp lắm, nó mặc thế này nè. Cái yếm nha. Nó bị nó đứt một bên này, cái này á em mặc là người em nhỏ nên em không kéo xét, nhưng mà cái nào nó cũng có xét, chị hiểu không? Có xét để kéo á. Đấy cái ướm, đấy là cái ướm nha, đẹp lắm nha. Ai lấy thì em bán cái này với giá 10 cá nha, tại vì nó đứt ra cái này nè. Về phải cột lại mới được. Cái nào em nó bị hỏng chỗ nào là em nói nha. Cái này mới đẹp nè, có mà nó bị hỏng nè. Cục kia là còn mới y xì ấy nè. Nào, còn mới tinh y xì đó. Lấy thì có mà mã số 32, cái này giá 10 cá nha chị ơi. Nó bị đít cái này rồi. Lúc em lừa hàng hỏi là em chất kiểu gì mà nó đít không biết nữa. Nói chung em cũng không để ý. Để ý em đã không lấy về đâu. Cái này 56-57kg đổ lại mặc vừa nha. Với giá 10 cá nha, cái này với giá 10 cá. Nói trước là nó bị sút cái này nha. Về mọi người làm cái khuy có cái cục sẵn đây nè. Về làm cái khuy nữa là ok rồi nha. Đấy, 56-57kg đổ lại mặc vừa nha. Cái này có túi dễ, có yếm dễ đó. Mã số 34 là một cái yếm nha. Yếm này là đẹp, yếm rín á. Yếm này là yếm rín nha mọi người. Yếm rín này đẹp lắm luôn nha. Còn mới 52kg, 53kg nha, 55kg. Cái này có giảm nha. Yếm rín mà có giảm nha. Tầm 55kg đổ lại mặc vừa đẹp luôn nha. Nè, 55kg độ lại mặc vừa là đẹp lắm nha, cái yếm này đẹp lắm luôn nè. À, trước nè, sáu này, yếm này mặc cực đẹp nè, đi dạo đi chơi chị được ok nha. 55kg độ lại mặc vừa nha, cái yếm này á, mọi người ai lấy comment cho em mã số 34 nha. Ai lấy comment mã số 34 nha. Cái đó người á chị. Chị lấy cái trong người, cái yếm trong người đúng không chị? Hay là cái này? Hay là cái màu trắng? Cái yếm trong người hay là cái màu trắng chị? Mã số 34 ok. Ý là 33-34 luôn hay là mỗi miếng 34 về chị? Ý là như lúc chị có mang như vậy em lấy hai cái là chết đó. Ý là chị lấy 34 là em biết 34 rồi. Cái 33 chị lấy hay không chị ok cho em nha. 33 là giá 10k.
lại đám người ok. Nhiều lúc chỉ có mình hai cái á, em không biết em bỏ rồi này à. Cái này là quần nhá, cái dúm dúm nhá, cái giống như quần dúm luôn á. À rồi ok chị, em hiểu rồi chị, cái này là đằng dưới là quần nhá, đằng dưới quần nhá. Đâu đó á, đằng dưới quần nhá mọi người, đằng dưới quần nhá, váy mà có quần luôn này, váy mà có quần luôn nha, nhớ nhớ nha. Nè cái này là có giảm tuyệt đối nha, tầm 50-54 kg, đổ lại mặc vừa đẹp luôn nha. Nè trễ vái nha, trễ vái nha. Cái này có hai cái dây đằng trên này nè, còn đằng dưới là trễ vái nha, mà số 35 nha, đấy cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy kiểu như cái dây này có hai cái dây trên trên này, áo gọi là trễ vải á, đâm dũng dũng trễ vải nhá. Nắm cái này nó có giãn nhá, có giãn nha mọi người ơi, tầm 55-54 kg, đồ lại mặc vừa đẹp luôn nha. Cái này có túi nha, có hai bên nó có túi nè. Ai lấy comment mã số 35, cái này đẹp lắm luôn á, sao ai không lấy nhỉ, cái này đẹp lắm luôn á, mặc rất rất thời trang luôn nha, trẻ vải mà cực đẹp luôn nhá. À, mà số đấy trẻ vải đấy, áo trẻ vải dây đó, đến có giấy nha, mà số 35 ai lấy cho em nha, có mang mã số 35 nha. Nó có xét nhưng mà em người nhỏ nên em lông luôn nha, em mọi người đừng có coi vào người em, em đọc số ký là đúng đó. Đây em nhỏ em đâu cần kéo xét cái gì đâu, cái từ dày là lông vô thôi. Cái này là đâm quần luôn nha, đâm quần giống như lúc này á. Bốn mươi lăm ký đổ lại mặc vừa nha, 45 kg đổ lại mặc vừa cái này nha, 45 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy comment cho em cái này mát mẻ này, 45 kg đổ lại mặc vừa nha, mã số 36 nha. Mã số 37 nha, 58 kg đổ lại mặc vừa này, hai dây nha, 58 kg đổ lại mặc vừa. Ai lấy con mang cho em mã số 37 nha, hỏi thử. Rồi ok ok chị, em muốn không có thử cho nó nhanh thôi. Mã số 38 này, mã số 38 này, đâm hai dây cực đẹp luôn nha. Ở bên đâm sạch này, có dây bó ngang đứng thế này này, mã số 38 đây nha, 56 kg đổ lại mặc vừa, mã số 38 nha. Mã số 39 nha, một cái đâm lưới nha, 50 kg đổ lại, 52 quên cái này, 51-52 kg đổ lại mặc vừa nha. Mã số 40 nha, mã số 40 nha, 51-52 kg đổ lại mặc vừa nha, phía dưới phôi lưới 2 tầng nha, phía dưới phôi lưới 2 tầng nè, cái này mặc lên người là đẹp lắm luôn nè. À, tay lửng nha, tay lửng nha, cái này tay lửng nha. Áo này đẹp lắm á chị, áo này mặc lên mới thấy đẹp được, đứng là không thấy đẹp được đó. Cái áo đâm cái này mốt á, không ai có đâu, mốt lắm nè, dưới là một cái đâm xe vậy đó. Đó con nón luôn nha, đây
đẹp lắm, cái này thì cực kỳ đẹp phải chế luôn. Mốt mốt là cái này mốt dưới là đâm xòe này, đến này là một cái váy vậy đó, có nón nè, sạch nạch mà có nón nè, mốt nè, còn mới đẹp lắm nè, đường chi tiết của nó còn mới y chi nè, có giản nha mọi người, cái này có giản thoải mái nha, có giản thoải mái nha, nhưng mà tầm 52 kg đổ lại là mặc vừa đẹp đấy. Lấy thì có mình cái này đẹp lắm luôn này. Đấy. Nó giống như vậy này, mặc thế này mới đúng này. Mặc thế này mới đúng. Đấy. Dưới là một cái chân váy, dưới là một cái chân váy, còn trên là một cái áo á. Áo thế này, áo có nón và dưới là một chân váy, mặc là mặc thế này này. Mặc vậy á, mặc vậy á, đúng rồi, cái này mặc vậy á. Cái này mà không mua là tiếc nha, cái này đẹp lắm luôn á. Nó mặc kiểu dây á, kiểu kéo như thế này nè, xếp lý kiểu đó. Đó, giống như kiểu trên là một cái áo xách nách mà có nón á, dưới là một cái chấn váy á, vải cực kỳ đẹp luôn nha. Ai lấy comment cho em 52 kg đổ lại mặc vừa đẹp luôn nha. 52 kg đổ lại mặc vừa, cái này mặc là kiểu dáng độc lạ luôn á. Cái này mặc đẹp lắm luôn á, cái này mặc lên nó miễn chế luôn nha. Tại vì kiểu dáng nó đẹp, kiểu dáng nó đẹp lắm nha, giống như kiểu một cái áo với một cái chấn váy á. Ok nha, em chốt nha. Cái này là một cái áo kiểu nha, một cái áo kiểu này cực đẹp lắm nha, mã số 40 nha, một cái áo kiểu á chị. Áo kiểu nha, dưới là chân một cái chân váy hoa nha, cái này mặc lên cực đẹp luôn nha. 55 kg đổ lại mặc vừa đẹp. Tầm 50 kg nha là mặc đẹp, 55 kg đổ lại mặc vừa, những 51-52 là mặc đẹp luôn nha. 49-48 đồ mặc đẹp. Đấy, kiểu nha, thế này là một cái áo kiểu nha, vải cực kỳ mát nha. Vải mát luôn nha, vải là mát nha, dưới là một cái chân váy này. Cái này ai không mua là uổng lắm á. Áo kiểu nha, tính là một cái áo kiểu nha mọi người ơi. Đấy, đến là một cái áo kiểu nha, áo kiểu này. Áo này là áo kiểu giống vậy như vậy nha, áo kiểu của nó như vậy á. Áo kiểu như vậy á, đấy. Hàng độc mà là mặc lên là cực đẹp luôn. Hàng độc là mặc lên đẹp luôn nha, cái này mặc lên đẹp á, vải cực kỳ mát nha. Ủa sao không xem được, mình ăn tiêu. Nè, sao không xem được vậy? Em mặc thử đây mà sao kia vậy? Đâu? Wow, xem được không vậy? Sao cái máy đấy nó đỡ luôn đây nè? Máy nó bị trột cái rồi. Có ai xem được comment cho em cái coi. Xem được không Vy? Mấy em xem được không? Không. Ờ được mà. Kêu nhỏ Nguyễn được. Ủa sao người ta lại xem không được, làm em hết hồn vậy? Cái này lấy đi, comment cái này đi. Mọi người chia sẻ cho em comment cái này đẹp lắm này. Ôi ok, làm em hết hồn. Chia sẻ hồi em rồi ok nha. Lấy cái này thì comment cho em này. Cái này đẹp lắm này. Tâm dưới 55 kg mặc lại vừa, nhưng tầm 51-52 kg đổ lại là mặc đẹp luôn nha. Cái này là áo kiểu nha, vải cực kỳ mát luôn này. Áo kiểu nha mọi người, mặc đi chơi đi chào đi phố gì được hết á. Lấy comment cho em mã số 40 này. Mà nát chiều có đơn với em rồi, nhưng mà không biết đơn của chị đã gửi chưa, không biết nữa. Mình ăn tiêu không biết đã gửi đơn chưa. Tại vì có một số đơn lúc tối em chưa gửi nào. Chia sẻ hộ em đi.
Mà Nam Chiều ơi, mà Nam Chiều ơi, chia sẻ vô nhiêu nhiêu nhóm hồ em đi nhá, năn nỉ đó. Lấy cái này comment là số 40 nè. Ừ, cái này là một cái đâm, cái đâm làm cái đâm cũng được. Ai à, gì hả? Làm mình ăn tiêu cho địa chỉ cho mình ăn tiêu nhỉ. Cái này là cái đâm cũng được, cái áo khoác nắng cũng được, hiểu không? Làm cái gì cũng được, cái này là cái đâm này, mà cái áo cái đâm cũng được nhá, cái này á. Kiểu dáng như vậy đó, kiểu như vậy, dưới là xòe nha, dưới là xòe nha. Chị lấy thì comment cho em mã số 41 nha. Mã số 42 nè. Một cái đâm lở nha, một cái đâm lở mã số 42 nha, 56 57 ký đổ lại mặt vừa nha. Ai lấy comment cho em mã số 42 nha. Chia sẻ hồ em like nhanh lên, chia sẻ hồ thì em like nhanh nha. Mã số 43 này có cái túi nha, có hai bên hai túi mã số 43 nha. 52 ký đổ lại mặc vừa mã số 43 nha. Mã số 44 là một cái áo form rồng nha, một cái áo form rồng nha. Một cái áo mà kiểu áo dài thấy đâm luôn á, áo mà áo kiểu thấy đâm luôn á. Form rồng nha, 65 ký đổ lại mặc vừa nha. Cái này 65 kg đổ lại mặc vừa nha. Lại từ mã số 1 đi cho nó khỏe. Mã số 1 nha. Mã số 1 nha, 45 kg đổ lại mặc vừa nha. Áo nha, áo kiểu này có thật từ theo kiểu này, áo kiểu nha. Cái đầm nha, đầm kiểu này nha. Thật ăn bến như thế này nè. 45 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai comment cho em mã số 1 nha. Một cái đầm cực kỳ dễ thương luôn nha. Đầm này cực kỳ đẹp, kiểu nó rồng rồng cái tay nha, đang tiến rồng rồng đông dưới này, cái đầm thế này nè. Comment cho em mã số 2 này, ai lấy comment cho em mã số 2, 55 kg đổ lại mặc vừa này. Tầm 51-50 kg là mặc đẹp luôn nè. 55 kg đổ lại mặc vừa nha, mã số 2 này. Mã số 3 nha. Một cái đâm này. Mã số 2 ok. Mã số 3 này, một cái đâm đâm kiểu nha, một cái đâm kiểu nha, có nút thắt tên áo sơ mi nha, dưới đâm nha. Có cái hai cái túi hai bên này, cái này mặc lên dễ thương nha, tâm 50 kg đổ lại mặc vừa nha, cái này 50 kg đổ lại mặc vừa thôi. Nha. Mọi người đừng có nghĩ là đừng có sợ ký em nha, tại vì người ta có xe kéo đây nè, có xe kéo đây, nhưng mà người em nhỏ á, em không cần kéo xe, thấy không? Nên là em đọc số ký thôi, mọi người cứ coi số ký nha. Đừng có gọi người em mặc á. Tại em nhỏ này nè, em không cần kéo xét đâu. Trên kiểu áo sơ mi nha, trên kiểu áo giống như kiểu cổ áo á, áo giá, cổ như cổ áo trà nha. Mà sạch nạch nha. Đấy, đâm cực kỳ đẹp và sáng trọng luôn nha. 50 kg đổ lại mặc vừa nha. Có cái dây thắt lưng thật ngang này là cực đẹp. Có đai để thắt lưng này nè. Có đai để thắt lưng này nha. 50 kg đổ lại mặc vừa đẹp luôn nha. Mã số 3 nha. Comment cho em mã số 3 nha. Em like nhanh đấy chị. Xíu nữa hết rồi. Ai có
có mắt cho em lấy mã số 3 nha, 50kg đồ lại mặc vừa thôi nha. Cái này bạn 50kg đồ lại mặc vừa nha. Kéo lên không được là làm việc kéo xét quá. Kéo lên một đấy. Mã số 3 nha, ai có mang lấy mã số 3 nha. Mã số 4 nha, mã số 4 là một cái đầm. Cái đầm đầm này đẹp lắm. Tại thi ơi, lấy cái đầm này tại thi này. Lấy cái đầm này đẹp lắm luôn nha. Có giản đẹp nha, đi cái này mà đi uống cà phê hay là đi đi biển thì thôi rồi luôn. Đầm này dáng cực đẹp luôn, vải là cực đẹp đó nha, vải vải cực đẹp nha, không không có chu đâu nè, cực kỳ đẹp nha, vải đẹp lắm luôn á, đầm này đẹp lắm luôn á, không lấy thì em lấy mặc luôn giờ á. Cái này mã số 4 nha, bao nhiêu ký, nó có giản thoải mái luôn nha, có giản mà ốm sát người luôn, vải tốt lắm, cái này không lấy là em lấy mặc luôn á, chắc mình lấy mặc luôn rồi đó. Mã số 4 nha, ai lấy comment mã số 4 nha. Cái này có giản thoải mái nha, nên mọi người yên tâm, nhưng mà tâm dưới 55kg thì mình nên mặc trên 55kg thì thôi khỏi. Mã số 4 nha, ai comment lấy mã số 4 rồi, cái đầm này đẹp 6 ngày lấy rồi. Mã số 5 nha, mã số 5 nha, 56 57kg đồ lại mặc vừa nha, mã số 5 này. Mã số 5 vải nhung lụa cực kỳ đẹp luôn nha, vải lụa nha, mã số 5 nha, ai lấy comment cho em này, 55 56kg đồ lại mặc vừa đẹp nha. Mã số 5 nha. Dũng nha chị ơi, tây thì Dũng nha. Cái này là Dũng nha. Dũng này. Cái này là Dũng nè, Dũng ống lè nha, dưới là ống lè nè, dưới là ống đứng, ống rồng nha, cái này Dũng ống rồng mọi người nhớ nha, Dũng ống rồng nha. Cái này con cái Dũng mai lấy Dũng ống nè, tên đẹp lắm nè, cân thì em mặc thử cho. Đấy, tên là Dũng vậy đó, có xét kéo nè, có xét kéo bên này nè, ai lấy thì comment cho em Dũng nha, Dũng nhỉ. Đẹp lắm luôn á, có 20k à, cái Dũng này mà không mặc là uổng lắm á. Đó. Dũng, Dũng nha, cái này Dũng nha. Một cái đầm kiểu nha, cái này đầm kiểu nè, 55kg đổ lại mặc vừa cái đầm kiểu nè. Ai trong? Ai? Ai? Nặng. Cái này cái đâm kiểu nha, 55kg đổ lại mặc vừa đẹp luôn nha. Ai lấy con mặt cho em nha. Cái này một cái váy cực đẹp luôn nặng. Dạ. Có gì mấy nhớ tiền đó. Ừ, 51kg đầu lại mặc vừa đẹp luôn nha. Nè, trên cổ này, trên áo này là cực đẹp luôn nha. Áo bóng mượt mà đẹp nha. Nè. Đấy, áo này là đẹp luôn nha. Trên này là áo kiểu này. Dưới là một cái đầm, dưới là một cái zip thế này này. 51kg đồ lại mặc vừa đẹp luôn nha, cái này đẹp lắm luôn nè, ai lấy comment cho em nè. Đấy, sau nè, ai lấy thì comment cho em nha. Mã số 8 nha,
cái này mà không lấy tiếc lắm này, ai mà vừa cái này lên em nói là lên nên lấy cái này này, mã số 8 này, ai lấy comment cái này đi, mã số 8 đẹp lắm luôn á, đẹp lắm luôn á mọi người ạ, cái này này đẹp lắm luôn nha, ai lấy thì comment nha, nhanh nhanh nhá, ai lấy comment mã số 8 này, đẹp lắm luôn á. Mã số 9 này, một cái yếm này 45kg đồ lại mặc vừa này, 45kg đồ lại mặc vừa này. Mọi người chia sẻ hộ em cầm văn vỏ ơi, chia sẻ hộ em nha. Cái này là chân váy nha mọi người, chân váy nha. Mã số 10 nha, chân váy nha. Chân váy kiểu thế này này, kiểu xếp thế này này. Đấy, chân váy kiểu thế đó đấy. Chân váy kiểu này nha, bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha. Chân váy xếp kiểu này bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha. Đấy, nó xếp kiểu đó đấy, nó xếp kiểu đó nha. Chân váy xếp kiểu đó đó. Mã số 10 nha, ai lấy comment mã số 10 cho em nha. Mã số 11 này, một cái yếm này cực dày cực đẹp luôn nha, yếm này cực dày cực đẹp này. Mã số 11 cái yếm nha, 55kg đổ lại mặc vừa nha, 55kg đổ lại mặc vừa nha nè. Yếm này còn mới rin luôn, 55kg đổ mày vừa nha. Yếm này giống như kiểu chất vải là rất là dày luôn nha, cái này chất vải rất dày luôn nha, 55kg đổ lại mặc vừa nha, 55kg đổ lại mặc vừa này. Cái yếm này này, mã số 11, mã số 11. Mã số 12 là một cái đầm kiểu nha. Năm mươi ba ký đồ lại mặc vừa, cái đầm này đẹp lắm luôn á. 55kg đồ lại mặc vừa nha, ai lấy comment cho em này, phía trước phía sau này. Đằng dưới là một chân váy nha, đằng dưới là một cái chân váy nha. Đó, kiểu như vậy, đằng dưới là một chân váy nha. Đằng dưới là một chân váy nha, đằng trên là một cái áo kiểu này này, đính đá cực kỳ đẹp luôn nha. Nó đính thế này này. Mà số 13 ok không? Số 14, một cái váy xếp thế này này, mã số 14 nha, ai comment lấy cho em mã số 14 nha. 56 57 kg đổ lại mặc vừa, mã số 14 nha. Mã số 15, một cái đầm bao nhiêu ký cũng mặc vừa, kể cả 100kg cũng mặc vừa mà 39kg cũng mặc vừa, không bị rách. Nó bị rách kia. Nó rách ở đâu ta? Nó có rách gì đâu chị. Nếu mà rách thì em nói rách rồi nha. Nếu mà cái nào rách là em bỏ qua, mà nó bị sổ cái gì là em đã bán một nửa giá rồi nha. Nó bị sút đấy hả? Cái này dính vô được mà, cái này dính vô được mà chị, cái này đẹp lắm luôn á. Đấy nè, đó kiểu trước cái áo đó, cái này về dính một xíu hoặc là xíu này em may lại cho chị nhá, tí này em may cho chị cũng được. Cái này cái mút chỉ khéo lô vô, tí này em may lại cho chị nhá, không có sao gì nhá. Cái đó là ok, nếu
mà rạch là em nói rạch rồi. Cái đó một tí này em khêu lại cho chị nhá. Cái này bao nhiêu ký hồng mặc vừa nhá? Bao nhiêu ký hồng mặc vừa? 100 ký hồng mặc vừa mà bà 20 ký hồng mặc vừa. Dạ ok chị nhá. Còn nếu mà cái nào rạch là em đã không bán rồi chị nhá. Cái nào rạch là em đã không bán, mà cái nào bị sút cái gì mà khó sửa là em bán một nửa giá rồi. Còn cái đó một xíu này em khêu với mũi chỉ là ok à. Cái này bao nhiêu ký hồng mặc vừa, cực kỳ sáng và đẹp luôn nhá. Bao nhiêu ký hồng mặc vừa này, một cái đâm vậy đó. Bao nhiêu ký hồng mặc vừa nhá. Đằng trên này, đằng trên kiểu đẹp lắm, kiểu đơn giản nhưng mà chất liệu mát. Bao nhiêu ký hồng mặc vừa nhá. Đấy, bao nhiêu ký hồng mặc vừa cả. Mã số 14 nhà già, cảm ơn chị nhá. Mã số 14 này cực kỳ đẹp luôn nha. Ai lấy comment cho em cái này là bao nhiêu ký hồng mặc vừa cả nhá. Cái váy xanh váy kiểu nha. Váy kiểu nha mọi người ơi. Cái này váy kiểu váy xanh nha. Bốn mươi lăm ký đổ lại mặc vừa. Em thử biết số ký. 45 kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Cái này 45 kg đổ lại mặc vừa nha. Cái này này, váy kiểu 45 kg đổ lại mặc vừa nha. 45 kg đổ lại mặc vừa nha. Chân váy nha mọi người, chân váy nha. Chân váy này tầm 50 kg. Tầm 50 ký đổ lại mặc vừa nha. Không có đâu. Cái này chắc tầm 51, 52 ký đổ lại mặc vừa. Còn mấy cái nữa em, còn mấy cái này xả cho hết nha. Còn mấy cái nữa thôi nha. Còn ngày mai em sẽ lấy đồ mới về. Ngày mai sẽ có đồ mới xả nha. Còn hôm nay là còn một ít đồ em xả cho hết nha. Năm mươi tám ký đổ lại mặc vừa cái này nha. 58 ký đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy comment cho em mã số 16 nha. Mã số 17 nha, 56 ký đổ lại mặc vừa nha. Mã số 17 nha, 56 ký đổ lại mặc vừa nha. Đâm cục ngực nha, đâm cục ngực nha. 45 ký đổ lại mặc vừa, đâm cục ngực nha. 45 ký đổ lại mặc vừa nha. Cái này mới đẹp lắm nè. Nắm 53 ký đổ lại mặc vừa nha. Cái này nắm 53 ký đổ lại mặc vừa này, đâm này đẹp lắm, đâm chấm bi nha. Chấm bi nha, 55 ký đổ lại mặc vừa nha, chấm bi nè. Ai lấy comment cho em chấm bi nè. Ông tay lở nha, tay lở nha. Có mà tay em luôn nên nó sắp dài vậy đó. Cái này tay lở nha. 55 ký đổ lại mặc vừa này. Có xét kéo đấy này. Em mặc là không có xét vậy đó. Không có túi. Cái này không có túi. Đấy, 55 ký đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy comment 55 ký đổ lại mặc vừa nha.
con mang lấy cho em mã số 8. Sắp hết hàng này mọi người ơi, sắp hết hàng rồi nha. Đâm hai dây cho bé nha. Cho bé nha, đâm hai dây cho bé dưới 40 ký nha, dưới 40 ký nha. Cái này đâm hai dây cho bé dưới 40 ký nha. Ai lấy comment cho em dưới 40 ký nè. Đồ lại mặc vừa nha, ai lấy comment cho em cái này 50 kg đồ lại mặc vừa này mà số 11. Mã số 12 nha. Mã số 11. Mà số 11 là cái này hả chị? Cái này đúng không chị? Mà số 11 là cái này đúng không? Chị ok cho em. Chị kêu nhỏ Nguyễn ok cho em mà số 11 cái này. Cái này hãy đâm cho bé đây. Cái này hãy là cái này vậy? Đây. Cái nào vậy? Cái màu đỏ hả? Hay cái màu trắng? Đẹp lắm đó chị. Đẹp lắm đó nha. Trắng đen nè. Kiểu lưới xe phối với kiểu áo nhỏ thế này nè. Xe đấy. Chị lấy thì ok cho em. Em chốt cho chị. Cái này chị 20 cái chị nha. 20 cái một cái. Rồi ok chốt cho chị nha. Đầm này cũng đẹp lắm nè, vải lánh mắt rồi nữa nè, cổ bè nè. Mọi người ơi, đừng thả tim mà chia sẻ hộ em đi, chia sẻ nhá. Cái này đẹp lắm nè. 56 kg đồ lại mặc vừa nha. Nói chung là mình rộng thì thật cái giấy cô dòng thì thật cái giấy nhỏ lại vừa thôi. Mà số 14 này lấy cho em kiểu này cổ đến này cổ bẻ đẹp lắm. Kiểu áo sơ mi nha. Sơ mi đâm mà sạch nách nha. Sơ mi đâm xích nách nha, có giấy thụt ngăn eo, cái này mặc lên mới thấy đẹp được.
Con mặt không thấy đẹp rồi ta. Mày thấy đẹp được nha. Cục cay vậy đó. Giấy này cay hết đi, cay hết giấy này đi. Rồi cái giấy này á. Cái giấy này là cột ngắn eo vậy đó. Cay hết nút mới thấy đẹp được nha. Em làm biếng cay lắm nha. Đó. Đâm vậy đó, cây sơ mi đâm sọc vậy đó. Comment cho em mã số 15 nha. Lấy comment mã số 15 nha. Comment mã số 15 nha. Hết đâm rồi chị. Đâm ra mình lại một lượt hết rồi đó. Giờ em lại tới hàng níu nha, quần nám nha, hàng níu nha, hết đâm rồi chị nha. Hàng níu này mát tem đàng hoàng nha. Có 25k một cái nha. 25k một cái nè. Đẹp lắm đó, luôn á, 25k một cái nè. Lấy thì comment cho em này. Ở đây là em bao chất vải luôn nha. Chất vải là không nhăn, không ra màu nha, không nhăn, không ra màu nha nè. Chất vải này cực đẹp luôn nè, phía trong nè. Tổng kết cho em đi. Rồi ok. Chị có lấy đồ cho chồng không chị? Cho chồng hoặc là cho con á. Cho em bé á chị. À có lấy áo không? Có lấy áo á. Chị kêu nhỏ Nguyễn cô lấy áo á. Áo khoác không? Nè. Áo khoác áo mới nha chị. Áo khoác em là áo mới nha. Mới đẹp lắm luôn á. Con Nguyễn bịch Nguyễn Chi nè. Áo khoác cho nữ nha. Lấy áo khoác em thử cho một cái mới biết này. Áo khoác em xả lẩu vốn có 40k này. Nhìn chất vải trong này. Bóng nha, chất vải trong nó bóng này. Thấy không? Chất vải trong bóng nha, chất vải ngoài này. Cái này mặc đi nắng, đi mưa, đi ấm, mặc ấm cũng được, mặc đi nắng cũng được nha nè. Áo đẹp lắm á, có 40k một cái thôi. Cái này hàng shop á, em xả đó. Cái này hàng mới, hàng shop em xả nha. Nè. Mọi người lừa mong đấy nha. Áo này con nón này 40k một cái, mua đâu trả ra đâu. Áo này người ta bán ngoài là 130 lần. Đấy. Có túi nè. Túi nè. Áo khoác nữ hàng mới nha. Áo khoác nữ hàng mới có 40k một cái nha. À con mình lấy cho em này 40k nha. Có mấy màu lận. Chị lấy áo khoác nữ hay đồ cho bé gì không? Đồ bé cũng đồ mới á. Lấy thêm đó chị. Áo khoác nữ có lấy không? Bao nhiêu ký mặc vừa này chị? Giá trong đẹp lắm luôn nha. Nè, giá trong là bông nha. Mặc đi nắng đi mưa gì là được ok hết á. Có túi nè, có nón nè. Đẹp lắm, có 40k một cái thôi. Lấy đi comment cho em áo khoác nha. Khoác đẹp lắm luôn á. Nó thật á, mua ngoài ra ngoài mua là 100 mấy một cái á. Của chị để em chốt cho chị nha. Của chị này, của chị kêu mẫu nguyện này. 1 2 3 4. Mặt á tiêu sao nhìn quen vậy ta. Mặt á tiêu này quen quá hả? Chị có lấy áo khoác không chị? Áo khoác con nhiều màu lắm kìa. Áo khoác có 40k thôi.
Con cá này 11 cái nha, ngày mai à. Ngày mai em chắc bận rồi, ngày mốt em đi gửi đơn cho chị nha. Ngày mốt hoặc là chiều mai. Chiều mai nếu sắp xếp được thời gian em đi gửi nha, sáng mai em bận rồi chị nha. Em lái thế này anh xem anh lừa được cái nào thì anh lừa nhá. Em đang xả lỗ vốn á. À chiều mai chị. Chiều mai em đi ship bưu điện. Dạ. À anh mua áo khoác hay là mua áo khoác hay là quần nữ? Là mua quần, anh mua quần cho anh hay là áo khoác? Quần 25k một cái nha anh. Quần này là vải đẹp lắm. Vải trắng mát lim mà. Nè, vải trắng mát lắm. Vậy anh mua cho vợ ít cái. Không có mua cho anh à. À mua cho vợ lúc này chứ em lại đâm 20k ăn cái. Người ta lừa hết cái đẹp rồi. Vợ đi à, anh mua khoảng này. Khoảng này đẹp này 40k ăn cái. Đẹp lắm. Nè. Đừng à. À ở đây anh lấy cái này nhá, lấy cái này đẹp á anh, cái này 40k một cái nhá, anh cho em số điện thoại với địa chỉ luôn, anh cho màu khác nữa không? Anh lấy cái này đi, em chọn cái này là đẹp nhất rồi đó, cái này có nón đẹp nhất rồi đó, đồ mười con đẹp đó, đó. Đang trong bị kém phải lôi ra nữa. Dạ, đâm đi em xả 20.000 một cái mà lấy người ta chọn hết đâm đẹp rồi. Ờ anh lấy cái này đó nhá, anh lấy một cái hay mấy cái? Cái đó có nón nha, cái này có nón mà nhá. 40.000 một cái này có nón mà anh nhá. Cái này kiểu thế này này, người em nhỏ lắm mà cũng thấy đẹp đó, chị chắc mặc đẹp á. Cái này nè, cái này anh lấy cái này không? Ship cho anh hai cái nhá, với hai cân của anh. Dạ. Anh cho em điện địa chỉ với số điện thoại luôn anh. À quên đi số điện thoại thôi. Em ở quê đúng không? Dạ. 42 kg nè. Cái áo này 42 kg là vừa nè. Con áo này 42 kg chắc nhỏ, tí này em lừa cái khác. Cái này rộng á, 42 kg rộng á, tí này em lừa cái khác. Con cái kia là vừa rồi đó. Anh cho em số điện thoại của em không? À anh ở Hà Nội thì cho em địa chỉ luôn. Hai quần đùi anh ơi, em hỏi đi. Ở đây là có cái loại quần đùi ní nè. Quần đùi ní với cái loại quần quần đùi mà hơi dài một tí, quần đùi quay cây dừa này, anh mặc quần đùi cây dừa này. Ờ cái quần đùi cây dừa nhá. Quần đùi cây dừa hay là quần đùi cái này, anh nói là quần đùi cái nào chứ? Đuôi ngắn này là đuôi dài cái dưa này. Rồi hai cái con đuôi với hai cái áo khoác đúng không? Rồi ok cái dưa.
Rồi lấy hai cái con đuôi cây dừa nha. Hai cái này nè, vải đẹp lắm. Vải đẹp mà mát lắm. Rồi cái này với cái này nha, hai cái này vải đẹp mát lắm. Ok anh nhé. Hai cái áo khoác này đúng anh. Có con chứ, lấy đôi cho bé anh nè. Lấy đôi cho bé không, đôi bé đẹp lắm. Dạ, con đưa cây dưa em bỏ ra, con đưa cây dưa cho em chứ. Áo cho bé nhé, áo bé đẹp lắm. Dạ dạ dạ. Dạ 0165912. Dạ, áo con nít thì miền chế luôn anh ạ. Áo con nít đẹp lắm. Em ghi địa chỉ 112. Anh cứ cho địa chỉ bên này đi. Mày em hết pin á, mày em hết tiền rồi. Chưa chờ đi nào được, cho địa chỉ em ghi ngăn gì đâu. À con nít đấy anh, à con nít đẹp lắm. À con nít đẹp cực luôn á. À con nít này á, chất vải đẹp này, chất vải mát mịn đẹp luôn á. Mà nhỏ cỡ này nè. Nó hàng xốp nó đính đá. À đây mấy ba kỷ anh. Mấy ba kỷ là cờ S. Đây là cờ mơ. Cái này có cờ chị, có cờ anh. Dạ. Ghi địa chỉ đó chị Kiều nhỏ Nguyễn nha. Áo con nít đấy hay. Em đang xả 25k một cái nha. Đính đá đẹp lắm. Áo này là chất vải đẹp nha. Áo xốp á, không phải áo chờ đâu. Áo này áo xốp á, không phải áo chờ đâu anh ạ. À. Áo đẹp lắm. Mấy ba kỷ đây anh, mấy ba kỷ mặc xe mơ. Cái này có xe S. Xe S, xe mơ, xe XL, xe đâu á. Mấy ba kỷ là mặc xe mơ anh nha. Mấy ba kỷ là mặc xe mơ nè. Cái này mấy ba kỷ là vừa nha. Cọc này là cọc xe mơ nè. Có từng cọc một á. Anh lừa mau đi em lấy cho. Dạ rồi, ghi rồi chị. Không có được một kiểu thôi anh ạ. À. Em ở shop này hôm trước em bán shop á. Em bán shop em xả hết rồi, cho con một kiểu này thôi. Một kiểu này có nhiều màu thôi, không có kiểu khác. Áo sơ mi, kiểu áo này hàng shop á. Đợt trước em bán 70-80 nghìn một cái á. Nè. Đá đồ nhìn đính đá đẹp lắm. Mà có được một kiểu này thôi anh ạ. À. Con một kiểu này thôi nha. Áo chất liệu cốt tông nhá, chất liệu cốt tông hàng nhập khẩu đẹp lắm. Em xả 25k đó. Em lấy mấy cái áo này mấy bác ý mặc cho nó mát.
Mặc xe S à? Có xe S. Dạ anh lấy xe em không vừa kìa anh á. Dạ dạ em có mà à, 25.000 một cái mà con bo trẻ em để đâu kia rồi chưa có lấy lại đấy nữa. Em bán 25.000 một cái đó nhưng mà chưa có lấy lại đấy nữa. Con có mấy cái ở đâu em đang để đâu à, đâu con em á. À, 0979 không chín à em đây 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 anh em nói qua đó cho anh. Số em đó đó, số em đó đó anh, số em đó đó. Quần bo mặc size gì anh? Nha, có 25k một cái. Dạ dạ anh cứ nhắc qua đi, anh nhắc qua anh nhắn địa chỉ qua cho em nhá. 25k một cái nha, ai có mà lấy cho em đồ bé nha, 25k một cái. Chất liệu là 100% đó, chất liệu cô tông nha mọi người, 100% là cô tông nha. Quần bo mái em chụp cho em nha. Có à không, đồ nám không, mày một ký không có đâu anh. Đồ nám mày một ký không có nha. Có quần thôi chứ không có áo. Mà quần đang để đâu á. Áo này đồ nám tới hai mấy
tí là mình mặc vừa lắm. À. Còn quần máy em lấy mấy kiểu mấy một tí bê đây anh coi. Ở đâu nha con em á? Không được để đâu đấy chứ lấy về nữa. Mà em chụp hình cho anh coi, được thì anh lấy nhá. Con áo nám ở đấy nó rộng lắm, không có vừa được đâu, 11 kỷ không vừa được. Dạ 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 anh. Áo cho bé nha, áo cho bé 25k một cái, chất liệu cô tông 100%, cô tông xuất khẩu nha. Em xả với giá 25k một cái nha, đẹp lắm luôn á. Ai lấy thì comment cho em nha, ai lấy comment cho em nha. Dạ anh nha. Dạ. Ai lấy comment cho em nha, 25k một cái. Lấy comment đủ màu luôn nha, có size SL với M nha. Có size nha, có size, có cọc, có size nha. Có anh, có con nữ 42kg có. Hàng số có để em lấy cho. Con nữ đấy, nhưng mà con ít lắm, con nữ là hàng shop á anh, hàng shop, nhưng mà giờ con một cái vừa chỉ thôi, 42kg này em đây 42kg nè, vừa chỉ, nhưng mà con một cái này thôi nè, con cái kia nó rộng lắm, em bước trước bán shop em bán hết rồi. Cái này nè anh lấy được thì ok, cái này em 42kg nè. Cái này được thì comment cho em nha. Nó hết rồi anh ạ. À. Còn một cái thôi, hàng shop á, lấy 50 ngàn. Anh lấy thì em lấy 50 ngàn thôi. Hàng shop này là bán 200 mấy á. Hôm trước em xả hết rồi, hôm trước em xả 150 hết rồi. Không có anh. Quần ngắn không có đâu. Quần ngắn 25k một cái mà em xả hết rồi. Còn cái quần dài đó, còn cái quần dài một cái lớn cái bé thôi. Không có vừa. Em xả hết rồi anh ạ. Ê, sao mua đâm đi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Áo sơ mi em bé 100% vải cổ tống nha, cái này mình mặc vừa luôn rồi.
cho bé mà mình mặc vừa luôn này. Áo cho bé mà mình mặc vừa luôn này hôn. Áo cho bé 25k nha mọi người ơi. Đồ cho bé 25k nha. 100% vải cô Tống nha mọi người. Cô Tống xuất khẩu nha, vải cực kỳ mát luôn, mặc vào là mát lành luôn nha. Có 25k một cái đó, ai nhanh lên con có mấy cái à? Ai nhanh lên thì con mình nhanh lên thì được đó. 25k một cái nha, chất liệu cô Tống 100% nha. Chất liệu hàng xuất khẩu á, đẹp lắm. Em xả đấy. Có sai nha. Quân 50k con 2 cái thôi. Con 2 cái bán con 50k một cái à. Quân là hàng shop nha. Đợt được em bán shop á, bán 200 mấy không á. Đấy nè, không tin đi thôi nè, có nè. Giá đây nè. À dạ, 200 mấy á. 250, 200 mấy á, ai lấy thì nhanh tay thì được này. Quân có giảm nha. Có giảm nha. Có dạng cực đẹp luôn, hơn số con hai cái em xả 50k một cái màu đen, một cái màu xanh. Đợt trước em xả tầm 6 lần kìa. Đợt trước em xả 4, kia con hai cái xả luôn cho hết đời nữa chứ. Có con này có ai mua được 50k một cái đâu. Cái này em lấy vào là 150 rồi, bán 250 lần. Bán 220, 250 lần. Con hai cái thì lấy nha con, 50k. Hai cái quần dài 50k. Áo cho bé cực đẹp luôn nha. Áo chất liệu có chất liệu là cô Tống 100% nha. Cô Tống chất khẩu 100% nha. Xả có 25k một cái. Quần nám 25k bao chất vải luôn nha. 25k bao chất vải không nhắn không á. Không nhắn không ra màu, không ra nước gì cả nha. 25k. 25k con sọc nám nha, cực đẹp luôn nha. Anh à, có cái anh à, có cái anh có bịt đồ con sọc này xả luôn. Lấy mà gọi điện thì báo về em xả luôn đấy. Con sọc 25k này, cái này còn một cái duy nhất nha. Lấy cho khách rồi này. Cái này khách đặt rồi mà là sao ta. Quần rin nè, quần rin nữ. Quần rin nam sao mà em mặc vừa được. Quần rin nữ đó. Quần rin nữ nha. Con đó con rín nữ. À rín nữ nha. Rồi lấy thì comment cho em này. Con sọc nám này có 25k này, cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Con sọc nám cái này con một cái nha, một cái duy nhất thôi nha. Sọc nám còn cái đó còn cái nè. Con mấy mẫu cái dưa đấy nè. Trời ơi nó đẹp gì đâu á. Chất vải đẹp lắm luôn á. Sao mọi người không lấy nè, chất vải cực đẹp luôn nè, mát dịu luôn. Con rín đó rín nữ nhá. Rín nữ 25k một cái nhá. Lấy đi comment cho em nè, 25k một cái nè. Rín nữ á. Rín nữ là cái này là có giảm cực tốt, hàng số cao cấp nên là từ 50kg đổ lại 50kg đến 38kg. Nó cứ ôm sát người vậy đó, chị nhỏ bao nhiêu nó ôm mà chị to nó giảm ra. Cái con rín nữ này này. Cái này là nó có giảm đẹp lắm, hàng số mà. Em báo ra mau luôn, không ra mau, không ra riêng gì hết nha. Cái này hàng số bán 200 mấy lần. Cái này còn một cái, con cái màu đen này là tầm 55kg đổ lại. Cái màu đen này là size 30. Cái màu đen này là size 30 nha.
Cái màu đen nó size 30 nhé chị. Màu đen nó size 30, con cái này là 50 kg đồ lai mắc vừa. Lấy cái nào thì lấy. Cái màu xanh thì nó có dàn tuyệt vời luôn. Sọc nám nha, băng dây chún nha, 25k, ai lấy thì có băng cho em nha, 25k này. Có nhiều màu lắm. Chất điều vải thì mát cực luôn nè. Mắt mắt liền luôn. Chất liệu vải là mát lim luôn nha. Mát lim luôn nha mọi người ơi. Cái này mát lim luôn nha. Đẹp. Chất liệu vải đẹp nha. Cái dừa đây này. Chất liệu vải đẹp. Đẹp lắm luôn á. Lấy thì có mình cho em vải mát và đẹp nha. Có 25k mọi người ơi. Mua đi đôi cho bé nữa nè. Ai mua comment cho em đi. Chia sẻ cho em đi. Đôi chú bé bên nam có bên nữ có 25k, đồng giá 25k. Xả đó. Chị Thúy Thanh có lấy con rin không vậy? Rẻ vậy mà không lấy hả? Rẻ mà đẹp nhá. Em cho kiểm tra hàng trước khi lấy đó. Rẻ mà đẹp chứ không phải rẻ mà đô tao lao đâu. Nó là em xả lẩu đó, không có đô rẻ đẹp vậy đâu. Quần này mát cực mát luôn nè. Lấy comment cho em nha. Lấy comment cho em nha. Quần nám quá. Cô 25k xong á lấy ta. Quần gì? Anh cứ gọi đi, cái số đó là máy khác mà. Số đó là máy này nè. Anh cứ gọi đi không có sao đâu. Gọi anh nhá, anh ghi địa chỉ cho em không có sao đâu nha anh. Máy anh gọi em, đó là máy số em xài cố định mà không có sao đâu. Là gọi qua máy này nè. Không có sao đâu nha anh. Sọt này có 25k một cái, mọi người lấy ủng hộ em đi. Anh cứ gọi bình thường đi, có sao đâu. Lấy comment cho em nha, 25k một cái nè. Anh cứ gọi bình thường đi, có sao đâu.
dạ. 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 Dạ dạ. Má không đồ dạ dạ. Có gì mà em gửi hình nha. Mà em một em gửi. Dạ 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 dạ. Anh dạ 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 rồi. Dạ 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 có ai lấy cái gì nữa không? Có mong chị em biết Thư Nguyễn lấy cái gì để em biết em like nào. Ba cái có ai lại cái gì nữa comment cho em biết nào. Không lấy nữa đi để ta nghỉ này. Đồng đô luôn. Thôi nghỉ đi.